Xin chào tất cả các em. Ở video hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi vào đề kiểm tra số 2, 15 phút. Các tiết là tiết 1, 2, 3 của chương 2, chương đại số lớp 6 học kỳ 1. Đấy. Sau khi em học các bài 1, 2, 3, chương 2, chương số nguyên, chúng ta sẽ có tiết kiểm tra 15 phút như sau. Các em hãy dừng video lại, làm. Sau đấy các em sẽ đối chiếu với phần đáp án của cô nhé. Bài số 1. Cho tập hợp A bao gồm các số -3, -2, 1, 3, 5. Viết tập hợp B là các số đối của A. Như vậy tập hợp B của chúng ta. Tập hợp B của chúng ta bao gồm các cái số đối của tập hợp A, đúng không ạ? Như vậy số đối của số -3 này chính là bằng số 3 này. Số đối của -2 là số 2 này. Số đối của con 1 chính là số -1. Số đối của con 3 này chính là -3. Số đối của 5 chính bằng số -5. Như vậy là chúng ta đã viết xong được tập hợp B các số đối của A. Sang bài 2. So sánh. Vậy chúng ta có bài 2 như sau. Đầu tiên là các em có là so sánh hai số này, đúng không ạ? Vậy chúng ta có là ta sẽ tính cái này ra trước. Vậy trừ của trị tuyệt đối -2011 thì sẽ bằng này, dấu trừ phía ngoài trị tuyệt đối thì các em vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Trị tuyệt đối của -2011, đây là trị tuyệt đối của một số âm, thì nó sẽ bằng số đối của nó, tức là bằng 2011. Còn cái dấu trừ này là dấu trừ phía trước, các em giữ nguyên. Dấu trừ này nằm phía ngoài giá trị tuyệt đối nên các em vẫn đưa vào, đúng không? Như vậy trừ của trị tuyệt đối của -2011 thì sẽ bằng -2011, đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ so sánh là vì -2010 thì lớn hơn -2011, đúng không ạ? -2010 thì lớn hơn, nên là các em sẽ suy ra được là gì? Cái số này này lớn hơn số này, mà cái số này chính là cái số số này, đúng không ạ? Như vậy -2010 nó sẽ lớn hơn trừ của trị tuyệt đối -2011, đúng chưa ạ? Đấy, thì bây giờ các em sẽ ghi kết quả vào cho cô. Đúng chưa? Đây nè. Cái số -2010 thì lớn hơn -2011. Mà cái số này này, nó chính là số này. Như vậy -2010 nó sẽ lớn hơn trừ của trị tuyệt đối -2011. Sang ý B. Ý B chúng ta làm hoàn toàn tương tự. Ý B chúng ta có trừ của -15 trừ trị tuyệt đối -15. Như vậy dấu trừ này các em giữ nguyên này. Trị tuyệt đối -15 thì bằng 15. Đúng không ạ? Trị tuyệt đối một số âm này thì bằng số đối của nó, tức là bằng 15. Trừ của -14. Dấu trừ phía ngoài này các em giữ nguyên. Còn trị tuyệt đối -14 thì bằng 14. Đúng không ạ? Mà -14 mà -15 thì lại nhỏ hơn -14. Đúng không? Đấy, từ đây chúng ta sẽ suy ra được là trừ của -15 trị tuyệt đối -15 nó sẽ nhỏ hơn trừ trị tuyệt đối của -14. Rất là dễ, đúng không ạ? Cuối cùng chúng ta có bài tập số 3. Bài tập số 3 tìm x biết
Âm 19x dấu ngang trên đầu. Âm 19x dấu ngang trên đầu như này thì ngầm định chính là một số có 3 chữ số, đúng không ạ? Đây là một số có 3 chữ số và số này nhỏ hơn hoặc bằng âm 195. Đấy, ta sẽ cùng làm bài này xem thử bài nào bao nhiêu. Như vậy số âm 195 này thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 195, đúng không ạ? Nó bằng chính nó, đúng không ạ? Lớn hơn bằng âm 195 này, lớn hơn hoặc bằng âm 196 này, lớn hơn hoặc bằng âm 197 và lớn hơn hoặc bằng 198, đúng không ạ? Lớn hơn bằng âm 199 nữa, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được các cái giá trị x của chúng ta ở đây. X nó sẽ nhận giá trị là 5, 6, 7, 8, 9, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có như sau này. Bài 3. Bài 3 ở đây các em có thể suy ra luôn các cái giá trị của x cũng được. Hoặc là có này, âm 195 này thì lớn hơn hoặc bằng này, các giá trị đó là âm 195, âm 196, âm 197, âm 198, âm 199, đúng không ạ? Nên suy ra các giá trị x của chúng ta, nên x nó sẽ nhận các giá trị đó là bằng 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9. Chưa? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái bài đề kiểm tra 15 phút đề số 2 sau khi các em làm xong các bài 1, 2, 3 của chương 2, chương đại số lớp 6. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.